Review. Đô mô, Tokyo です. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta đến một trong cực kỳ một cái tin cực kỳ vui vui cực kỳ vui cực kỳ cả tuyệt vời. Đó là một trong những thông tin mình mới được đọc được cũng như là nhìn thấy ở trên rất nhiều các cái phương tiện truyền thông của Nhật Bản. Đây là một trong những thông tin rất hấp dẫn đối với các bạn du học sinh Việt Nam mình. Một trong những cái mà các bạn lại nhân đôi niềm vui của chúng ta lên bằng cách là chính phủ Nhật Bản vừa rồi đã ra một cái thông báo là chúng ta sẽ được nhận thêm tiền các bạn ạ, nhận thêm tiền các bạn ạ. Cụ thể như thế nào chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. Ok, thế thì ngay vừa rồi chúng ta đang rất là nhiều những cái bạn đã nhận được những cái tờ đơn để các bạn kê khai để chúng ta nhận đến cái số tiền 10 man do chính phủ Nhật Bản cung cấp để cho hỗ trợ cho cái nền kinh tế cũng như hỗ trợ cho những người dân trong cái đại dịch COVID Corona ở tại Nhật Bản này. Và chúng ta tiếp tục chuẩn bị sắp tới đây thì chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục sẽ cung cấp cho chúng ta thêm một khoản trợ cấp nữa dành cho các bạn là sinh viên. Và cái việc trợ cấp này nó rất là phù hợp và rất là kịp thời đối với các bạn sinh viên trong thời gian đại dịch COVID Corona này, khi mà chúng ta bị mất việc làm, khi mà chúng ta không có arubaito để đi làm thêm để có thể trang trải thêm cuộc sống của mình trong cái cuộc sống đang rất là khó khăn mà ở trong một cái đất nước mà phát triển như thế này. Cái nguồn chi phí cũng như là cái việc mà phải chi trả về cái việc thuê nhà đi, rồi thì là các bạn đi tàu, rồi thì các bạn phải mua đồ ăn uống. Khi chúng ta không có cái nguồn thu nhập ở cái việc là chúng ta đi làm arubaito thì bây giờ thì chính phủ đã nghiên cứu và cũng như là quyết định cho chúng ta và gửi thêm cho chúng ta và tiêm thêm tiền cho chúng ta để chúng ta tiêu các bạn ạ. Đấy, sướng chưa? Tiêm thêm tiền các bạn ạ. Mà ngày hôm qua, bắt đầu từ ngày hôm qua thì chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi thêm 530 ốc yên, tương đương khoảng hơn 11.000 tỷ tiền Việt Nam mình, và sẽ chi trả cho khoảng hơn 430.000 học sinh sinh viên sống và làm việc cũng như học tập ở trên đất nước Nhật Bản này. Những cái người mà được duyệt theo cái diện mà được trợ cấp thì bao gồm có các sinh viên của cao học này, các trường đại học và các sinh viên của các trường đại học ngắn hạn hay là các đại học lâu dài, hoặc là các trường tiếng, hoặc là các học sinh của các trường chuyên môn, trường trung cấp, trường cao đẳng. Tất cả những người được thuộc diện là học sinh là các bạn đều được nhận số tiền này, tương ứng với cái số tiền mà chính phủ Nhật Bản đưa ra, đó là tối đa là 20 man, tương đương khoảng 40 triệu tiền Việt Nam mình các bạn ạ. Sướng chưa? Quá sướng đúng không? Quá sướng. Thông tin này quá hữu ích cho các bạn. Và sau khi chúng ta nhận cái số 10 man đó, chúng ta làm thủ tục xong hết thì tiếp tục các bạn đã nhận được thêm là 20 man nữa. Tổng cộng đợt này các bạn là du học sinh ở Việt Nam mình ở học ở Nhật Bản này sẽ được nhận là khoảng 30 man, tương đương khoảng 60 triệu tiền Việt Nam mình. Sướng quá gì nữa. Quá thích đúng không? Quá thích, quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta cũng đã được chính phủ Nhật Bản cũng như là cái chính sách về an sinh xã hội của Nhật Bản nó cũng tốt như thế. Tôi biết rằng là rất nhiều những cái đợt trước đấy chúng ta đi làm chúng ta phải đóng thuế rất là nhiều, và bây giờ thì là được chính phủ Nhật Bản sử dụng những cái tiền đó, sử dụng những tiền ngân sách đó để chi trả và lo lắng cho cái việc mà an sinh xã hội cũng như là lo lắng cái việc cuộc sống của người dân, cuộc sống của những cái bạn học sinh, sinh viên cao đẳng, hay là nói sát hơn đó là những cái người mà là du học sinh của Việt Nam mình chúng ta ở đây, hoặc là du học sinh của tất cả các nước khác trên thế giới. Nói ra mới thấy là mình không phải diện học sinh thì chết không được rồi, buồn quá, chán quá các bạn ạ, buồn quá, nhưng không sao, thôi được rồi, như thế cũng là tốt rồi các bạn ạ. Vui rồi các bạn, và cũng là cảm ơn chính phủ cũng như là thật là vui mừng và chúc cho các bạn chúng ta sẽ vượt qua được đại dịch COVID Corona này ở Nhật Bản này. Chính phủ đã cung cấp cho chúng ta một khoản tiền nhỏ nhỏ để chúng ta một phần nào đó trang trải của cuộc sống của chúng ta, và từ đó là chúng ta sẽ cố gắng học tập thật tốt và lao động thật tốt ở đất nước của họ, và cũng như là sau này mang lại cho chúng ta những cái điều tốt đẹp, cũng như là mang lại cho chính cuộc sống của chúng ta có những cái kiến thức nhiều hơn khi mà chúng ta học tập ở đây, và sau này về Việt Nam hoặc là các bạn có thể ở lại lao động cũng như là làm việc cho một trong những cái công ty lớn của Nhật Bản này chẳng hạn thế, thì đó là một trong những cái điều rất là tốt đẹp. Dù gì như thế nào đi chăng nữa thì đó là một trong những thông tin rất là bổ ích và lý thú, và cung cấp lại các bạn biết là chính phủ Nhật Bản cung cấp là 530.000 ốc yên
trong đó là khoảng chừng khoảng hơn 11.000 tỷ tiền Việt Nam mình để cung cấp và cũng như hỗ trợ cho các bạn sinh viên, các bạn du học sinh hoặc các bạn là học sinh ở tại Nhật Bản này, khoảng từ 430.000 học sinh người ta ước lượng như thế, thì chúng ta tối đa là chúng ta sẽ nhận được khoảng 20 man nữa. Cho nên là như thế là quá niềm vui rồi. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng nhau quyết thắng nhá. Cùng nhau quyết thắng vượt qua đại dịch này và chúc các bạn sẽ học tập tốt và lao động thật tốt ở tại đất nước Nhật Bản. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn. Bye bye.